Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay cuối tuần mình đi vô chợ Costco thì lễ của Mỹ sắp đến là Thanksgiving nè, Christmas sắp đến nữa. Thì mình muốn chiếu cho các anh chị và các bạn coi cái gian hàng kẹo, bánh là những món quà mà Costco nó có carry để cho các anh chị và các bạn mua về để trong những ngày Tết, hoặc là làm quà biếu cho gia đình hay bạn bè. Thì hôm nay mình sẽ đi cho các anh chị các bạn coi sơ về những món kẹo, món bánh của Costco có bán hiện bây giờ. Rất là nhiều, rất là đẹp, đầy đủ loại chocolate và kẹo bánh nha. Mình chỉ quay là bánh kẹo với những cái hương vị của ngày lễ Thanksgiving với Christmas. Hôm nay cuối tuần rất là đông, nhiều người đi Costco. Ở đây là cái ông già đồ để trưng Noel, 300 đồng một thằng này. Thì thường người ta mua trưng về trước cửa nhà, trong nhà cũng rất là đẹp. Đây là những đồ trang trí cho Christmas, cho năm nay. Bông, đèn, Christmas tree nè, cũng có. Quá đẹp luôn, cái cây Christmas này rất là đẹp các anh chị và các bạn. Beautiful. Có giá bao nhiêu? Wow, 900 đô, cao 12 feet. Đây là những người đại gia chơi nha, quá mắc mà rất là đẹp. Đây là giấy gói quà, đồ Christmas đây nè. Còn đây là bông cho Christmas những ngày lễ, một chậu 15 đồng 99. Một set thì bông này rất là lâu, giống như là bông này cái tựa như là không phải là bông mai nhưng mà nó sống trong vào cái những ngày có trong những ngày Christmas thôi. Nếu mà chăm sóc nó thì nó last cái chừng một tháng trời không tàn. Đây là những bông lan nữa nè, bông lan này các bạn rất là rẻ, 15 đồng một cây. Đây là những cái bông mà trong cái mùa lễ Christmas cuối năm ở Mỹ đem về trưng cho những ngày lễ cuối năm.